Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay của một bạn gái. Bạn ấy có chia sẻ như thế này. Em chào chị ạ. Chị ơi, em và bạn trai vừa chia tay. Em với anh quen nhau cũng được 2 năm rồi. Em với anh chia tay được gần 1 tuần. Lúc chia tay em níu kéo anh ấy lắm. Em vừa khóc vừa ôm anh ấy, níu kéo mọi cách. Anh ấy nói với em là anh ấy chán em lắm rồi, không muốn quen em nữa, nên anh muốn dừng lại. 2-3 ngày đầu em còn níu kéo, nhưng mấy ngày sau em không nhắn cho anh nữa. Em đã kiếm được nguyên nhân. Nguyên nhân là lúc thời gian em bị tổn thương do vài câu nói của anh, nên em bị chán. Lúc đó ít khi nào em quan tâm hỏi thăm anh, em hay đòi anh bù đắp lại. Anh cố gắng lắm rồi chị. Khoảng ngày Noel em với anh cãi nhau rất lớn, rồi chia tay 4 ngày. Em với anh quay lại được 2 tuần. Rồi hôm gần Tết em với anh lại cãi nhau. Anh nói chán em từ đợt tháng 11 vì em hay cằn nhằn và nhại chuyện chẳng quan tâm anh khi em biết được chuyện đó. Mấy ngày hôm nay em suy nghĩ rất nhiều và rất hối hận chị ạ. Sau khi em xem được những video của chị, em cũng đã biết được chiến thuật im lặng. Nhưng em sợ em với anh học chung ở lớp ngồi cạnh nhau thì em sẽ không thành công với chiến lược đấy ạ. Với lại, chị em nói anh ấy nói lời chia tay nhẹ nhàng vậy là quyết tâm không quay lại nữa ạ. Chị cho em xin giải pháp được không ạ? Em cảm ơn chị. Thực ra bây giờ người ta đã rất chán em rồi, đúng không? Người ta chán mà mình còn níu thì cũng chỉ khiến cho người ta chán hơn thôi. Chị gái em có khuyên là người ta đã quyết tâm rồi, đúng không? Thì em nên từ bỏ. Nhưng mà bây giờ em phải cân nhắc là nếu em muốn từ bỏ, em từ bỏ được thì em từ bỏ, đúng không? Nhưng mà nếu mình muốn có cơ hội thì mình sẽ phải cố gắng, mình sẽ phải nỗ lực để mình làm đúng thôi, đúng không? Nghĩa là ý chị là nếu em còn muốn có cơ hội thì còn phải xây dựng hình tượng của mình, còn phải ứng xử đúng đắn. Còn nếu em đủ bản lĩnh để em vượt qua rồi, em có thể bắt đầu được cuộc sống của mình thì em cứ vượt qua thôi, đúng không? Nhưng nếu còn muốn có cơ hội, bởi vì không ai dám chắc chắn với em là 100%, 1000 phần 1000 là em sẽ thành công được hết. Trên đời này không có ai làm cái chuyện đấy cả, đúng không? Mà có ai cứ hứa với em 100%, 1000 phần 1000 chứng tỏ người ta đang lừa đảo. Còn trên đời này không ai nói cái chuyện gì 100% cả. Chỉ là nếu như em còn muốn có cơ hội thì em còn phải cố gắng, đúng không nào? Em nhìn nhận rõ những cái vấn đề của mình. Đầu tiên là phải nhìn nhận ra cái vấn đề của mình đã, đúng không? Em ở trong cái cuộc tình này chỉ biết nhận, không biết cho, chưa biết cống hiến vào tình yêu. Em có thể nói là em yêu anh ấy rất là nhiều, nhưng đó chỉ là xuất phát từ cái thứ tình cảm mà em trông chờ, em mong đợi, em muốn được yêu thôi. Chứ em chưa thực sự biết cách yêu một người. Đó. Chị nghĩ rằng em nên tham khảo một cái khóa học mà chị có làm cho các bạn có tên là Trở Thành Người Không Thể Thay Thế. Khóa học đấy sẽ khiến bọn em từ thế bị động chuyển sang chủ động, gây thương nhớ, khiến đối phương phụ thuộc vào sự yêu thương, vào những cái điều tốt đẹp của bọn em. Đó. Những cái giai đoạn đầu của yêu thương ấy, trong một năm đầu ấy, có thể nó rất là thuận lợi với bọn em vì bọn em được yêu, đúng không? Vì người đàn ông có thể cung cấp cho bọn em. Nhưng cùng với thời gian, nếu bọn em muốn nó không chỉ kéo dài 1 năm, 2 năm, còn là 10 năm, 20 năm và nhiều chục năm sau đó nữa, thì mình nhất định phải biết cách gieo yêu thương vào người đàn ông, khiến người ấy phụ thuộc vào mình, chứ không phải đơn thuần chỉ là ngồi nhận những cái yêu thương từ người ta. Mình phải biết cách khiến cho họ không rời mình ra được, chứ không phải là chỉ biết cãi nhau, mâu thuẫn để có được thứ mình muốn, để trông chờ người ta yêu thương em. Thì đương nhiên chị cũng không phê phán gì cả, nó là những cái thứ rất là bản năng thôi. Nhưng mình sống bản năng thì mình sẽ không có hạnh phúc, đúng không? Nếu mình muốn bản lĩnh, mình muốn làm chủ trái tim của người ta thì mình sẽ phải có bí quyết của mình. Và chị nghĩ rằng em nên tham gia khóa học Trở Thành Người Không Thể Thay Thế để có thể biết cách gieo yêu thương vào người đàn ông đấy nhá. Thay đổi cái tư duy của mình thì mới hạnh phúc được. Và cái thứ hai nữa là trong cái việc ứng xử để quay lại với người đàn ông này, em đã biết được đến cái chiến thuật là quay lại với người yêu cũ. Thì bước đầu tiên là em phải im lặng cái đã rồi, đúng không? Em sợ là sẽ không hiệu quả. Nó hiệu quả hay không là do em hết. Vì thực ra mỗi một ngày gặp nhau nhưng mà không có sự kết nối thì nó vẫn hiệu quả bình thường thôi, đúng không? Bây giờ việc của em là im lặng hoàn toàn và coi anh ấy như một người xa lạ. Đến bạn bè cũng không phải nữa, ngắt hoàn toàn kết nối, được không nào? Đó. Và nếu em muốn quay lại với người yêu cũ thì đừng quên là chị có một khóa học có tên là Lộ Trình Quay Trở Lại Với Người Yêu Cũ. Lộ trình đó sẽ kích hoạt lại cảm xúc của đối phương, khiến đối phương nhận ra giá trị của em, lo sợ mất em, có động lực để giữ lại em ở trong đời.
Đó, đó sẽ là một cái lộ trình mà chị chỉ dẫn rất là chi tiết từng bước một để bọn em làm cái gì, trả lời như thế nào, vượt qua quãng thời gian khó khăn này như thế nào, vượt qua những cái thời khắc cám dỗ là nó cứ thúc giục mình phải liên hệ với người ta ra sao và mình phải làm gì để mình chiến thắng được quãng thời gian đấy, để mình đi được đến đích nhá. Thì để chi tiết và cụ thể hơn thì em nên tham gia khóa học đó. Còn nếu không thì hãy nhớ chị một nguyên tắc như thế này này. Nếu người đàn ông này không trải qua cảm giác mất em thì sẽ không bao giờ người ta giữ em hết. Cho nên bây giờ em phải cho người ta thấy rằng người ta mất em rồi nhá. Kiên trì dứt khoát không liên hệ với người ta nữa, dù bất kỳ giá nào, người ta chán mình để người ta yên đi. Vì tình yêu nó chỉ quay lại khi người đàn ông này thực sự muốn quay lại với em thôi. Chứ còn em níu em giữ em thuyết phục không có chuyện đấy. Em níu em giữ em thuyết phục cứ coi như là có thành công đi cũng không bền vững đâu, được dăm bữa nửa tháng bọn em lại chia tay. Đúng không? Cũng giống như mấy lần trước đây. Bọn em cứ cãi nhau quay lại xong bao nhiêu lần rồi người ta cũng chán ngấy rồi. Đây là giọt nước làm tràn ly thôi. Sớm muộn gì cái điều này cũng xảy ra khi em không biết vận hành cái tình yêu của mình thôi. Đúng không? Cho nên là bây giờ im lặng hoàn toàn này. Đợi đến khi anh ấy chủ động liên hệ với em. Em tưởng là đã phải trả lời rồi đúng không? Người ta chủ động liên hệ em còn không tiếp chuyện cơ. Để người ta thấy cái sự hụt hẫng, để người ta biết rằng người ta đã mất em rồi. Và lúc đó người ta bắt đầu nghĩ về cái sự cuốn hút của em, bắt đầu những cái ký ức xấu nó mới tiêu tan đi, những cái ký ức tốt nó mới bắt đầu quay trở lại. Và để người ta phải nỗ lực tiếp, người ta nhắn tin tiếp. Thời lúc đó em mới tiếp chuyện, nhưng mà em lạnh lùng, em lạnh nhạt, em không quan tâm, em bơ đi luôn. Để người ta thấy rằng người ta mất em rồi và nó kích hoạt cái cảm xúc của người ta là muốn chiến đấu vì em. Em sẽ cao giá, em sẽ bước đi trên con đường của mình. Đấy, đỉnh cao của níu kéo đó là bước đi, đỉnh cao của giữ là buông. Chứ không phải là mình cứ nghĩ mình giữ thì mình sẽ có, mình buông thì mình sẽ mất đâu. Không, giữ không có nghĩa là có, buông không có nghĩa là mất. Và em phải học cách buông. Buông thì người ta mới có lý do để người ta quay trở lại với em, có lý do để người ta có cảm xúc lại với em. Đúng không nào? Nhá. Thì bây giờ em im lặng là này. Chờ người ta liên hệ với em không trả lời. Để người ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Rồi em lạnh nhạt với người ta. Em vẫn lịch sự, vẫn văn minh, nhưng không nhiệt tình nữa, không hỏi thăm qua lại nữa. Để người ta biết rằng người ta mất em rồi. Và để người ta băn khoăn là liệu em có người mới hay chưa, liệu người ta đã mất cơ hội hay chưa. Và người ta phải chiến đấu để có lại được cái cơ hội đấy. Nhưng em không được phép cho người ta một cách dễ dàng. Phải khó khăn, phải từ chối. Người ta níu em còn phải đẩy đã, đẩy vài lần đã, xong rồi bắt đầu mới đồng ý. Thì lúc đó em mới có giá trị được nhá. Đồng ý xong rồi không có nghĩa quay lại luôn, còn phải thử thách người ta một thời gian nữa để người ta chứng minh cái tình yêu đấy, đúng không? Rồi để đến cái thời điểm mà em cảm thấy hài lòng rồi em mới quay lại chính thức, chứ không phải là quay lại luôn được nhá. Không dễ dàng, thì đấy là nguyên tắc của một cô gái cuốn hút. Và trong quá khứ em đã sai rồi thì em phải cải thiện mình bằng cái khóa học và trở thành người không thể thay thế. Còn nếu như em không cải thiện được thì có quay lại bọn em cũng sẽ chia tay thôi. Em phải biết cách vun vén và hạnh phúc, biết cách đem đến cho người đàn ông sự sung sướng vui vẻ để người ta rời không ra mình được. Chứ không phải lúc nào mình cũng cứ trông chờ người ta phải cho mình những cái thứ mình muốn. Với tình cảm như vậy, với cách ứng xử như cũ của em thì có quay lại thì cũng sẽ chia tay thôi. Nên mình phải học cách gieo yêu thương vào nhá. Lý tưởng là tham gia khóa học trở thành người không thể thay thế. Còn nếu không thì em xem nhiều video của chị để biết cách gieo yêu thương, biết cách mình sẽ khiến cho một người đàn ông yêu thương mình và người ta không rời mình ra được như thế nào nhá. Để tham gia những khóa học trên thì đừng quên lên Google gõ toàn.nguyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình, kéo xuống có khóa học, đăng ký ngay vào luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.